Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề Xem tướng giàu nghèo từ thở lên ba Xem từ cái lúc ba tuổi luôn là đã biết giàu nghèo luôn rồi Chứ không có cần tới lớn luôn các bạn Bởi vì nhiều khi các bạn nói rằng làm gì biết được số giàu số nghèo Thì các bạn nói rằng á như vậy cũng đúng là khi nào mình chưa học qua nhân tướng học thì mình nhìn vô cái người đó mình thấy nó đẹp đẹp là mình nói giàu mình thấy nó xấu xấu mà nó đen đen cái mình nói nửa lớn nó khổ lắm nó nghèo lắm hoặc mình thấy thấy rằng là ốm nhôm ốm nhách cái mình nói nửa chắc ngồi khổ lắm nghèo và gặp mình mình gặp ai mà hả no no tròn tròn mập mập có đúng không cũng nghe người ta nói vậy đó cái mình nói là à, là giàu hoặc là hả à, thầy nói rằng là tướng đi hai hàng nghèo mà tại sao người đó giàu hôm nay tiết già chia sẻ với các bạn rất rất là cặn kẽ luôn này nha Bây giờ xem tướng già giàu nghèo của hả từ cái thở lên ba là khi một đứa bé mới lọt lòng ra là coi như cái tiếng khóc chào đời của đứa bé đó là cái tiếng khóc nó im ái nó nó nhẹ nhàng đó hoặc là có những em nào mà không khóc luôn những em mà không khóc á là thường thường cái cuộc đời nó rất là lận đận trong chuyện tình cảm tình duyên Nói cho nên hả cái em nào mà hả ra đời mà mà không khóc là là coi như lập gia đình cẩn thận sẽ gặp những người mà nghiệp chướng nó đi theo nó hại hoài luôn khổ hoài luôn thì cái vấn đề này là dứt khoát phải ráng tu để giải nghiệp đó cái tiếng khóc thôi á là đủ bắt đầu biết rồi đó rồi xong rồi tới em bé mà đã lọt lòng ra thì thường thường em bé lọt lòng ra cái tay nó nheo 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 như thế này thật sự là cũng khó khó xem đợi khi nào em bé có cái bàn tay mà nó thẳng đàng hoàng tử tế mới xem được nha các bạn một hai tuổi hai ba tuổi gì mà cái bàn tay nó phải rõ ràng tại vì mới sanh ra nó nheo nheo gì nè cái đường nó cũng chưa có tùng lum hết trơn là cái bàn tay nó cũng như nó không có chịu thẳng lấy gì mình xem nó đại khái là như thế nhưng mà mình xem được cái khuôn mặt của của cái đứa trẻ tức là cái đứa trẻ sanh ra cái lỗ tai phải sáng phải dày cái mắt phải coi như là hả to tròn cái mũi ha là bắt đầu hả phải kính không có gãy nó cái miệng không có môi không có quớt ngược lên rồi cái vần tráng á thì coi như nó thấp nó nhỏ nó xấu thì cái đó tuổi thơ vất vả đó cái đó là không có sao hết tuổi thơ vất vả khi mình lớn lên thì mình có tướng giàu nó vẫn giàu rồi các bạn đừng có lo rồi xong rồi em bé mà từ 3 tuổi trở, trở lên á là em bé được cái bàn tay nó nó thả nó chịu mở ra cho mình xem rồi thì mình xem trong đường chỉ tay nó có luôn nha các bạn đường tâm đạo đường trí đạo đường mạng đạo nó rất là rõ đường ngàn vàng gò mọc tinh to có luôn tiết già đã xem hết tất cả những đứa cháu của tiết già rồi mà những đứa coi như là hạ trẻ hàng xóm cũng vậy nữa là coi như hả núi non nhà cửa đường định mệnh đường tất cả những gì nó hiện ra hết luôn. Rồi các bạn nói rằng đứa cũng như là cái đứa trẻ nè, nó chưa có hiện, chắc lớn nó hiện ha, không có hiện đâu. Các bạn đừng có đợi mất công. Những cái đường mà hả nó nó coi như những cái đường tránh như thế này làm sao nó hiện được? Cái đường định mệnh, cái đường mà hả giàu sang phú quý nó phải hiện luôn trong tiền kiếp. Tiền kiếp khi mình đã lên trên mặt trần gian này là nó đã hiện rồi thì bây giờ á tại sao mà nó hiện lên những cái đường nào mà bất ngờ đúng không các bạn đó là do cái sự tu tập của mình thì nó hiện lên những đường bất ngờ là nó hiện cái gì cái đường cũ của mình nó bị mờ là nó sẽ đậm lên đa số là như vậy chứ không có tự nhiên mà cái tay mình như vậy mà nó sắn được cái con đường nào vô được hết trơn á hoặc là cái cái tay mình cái chỉ tay mình như thế này thì cái đường nghiệp nó vô cái đó có tại vì đường nghiệp nó nhỏ xíu nó sắn vô thì có mà hả cái đường phước và cái đường nghiệp nó nhỏ nhỏ, nhỏ mà nó sắn vô thì có mà những cái đường chính á, của cuộc đời cái gối mà gọi là hả giàu nghèo trên mặt trần gian là nó có luôn không có đợi tới lớn đâu đó các bạn nó còn nếu như á, mà nói về lực nhân quả đó cái nghiệp chướng á, là do các bạn cũng như là giáo huấn một cái đứa trẻ đó đi theo đúng đường đúng hướng để giảm bớt cái nghiệp trần thì đây là nghiệp chướng chứ không phải là hả gọi là hả giàu với nghèo nó tại vì giàu cũng có nghiệp mà nghèo cũng có nghiệp thí dụ như cái đứa trẻ mà lên ba đó đã có cái số giàu rồi mà những cái đời trước đã từng gây nghiệp ác rồi hoặc là đời này tiếp tục gây nữa thì cái nghiệp chướng nó vô giàu á thì nó khổ theo giàu nó bệnh tật nó ung thư tất cả những gì nghèo nó cũng khổ theo nghèo nói cho nên các bạn nói làm sao biết được cái số mình giàu nghèo là cái số mình giàu nghèo là ba đường chỉ tay này tâm đạo trí đạo và mạng đạo phải hả đẹp phải hả giống như là nó hả? À, giống như nó đậm nè nó đừng có những cái đường nào nó cắt đứt những cái đường gì mà gọi là nó cũng như nó lung tung nó nó cắt đứt nó có hòn đảo thì đây á, là một tướng số trung bình không có nghèo nó rõ ràng là nó đã không nghèo rồi nếu như có được đường định mệnh có những ngôi sao có gò mọc tinh tròn cao đẹp rồi có những đường ngàn vàng đường hả coi như tất cả đường thái dương đường nào nó cũng đã hiện lên hết luôn đó các bạn nhưng mà nó hiện lên Có bé thì hiện lên rất đậm Có bé hiện lên rất là lợt Bé lợt này á Là coi như bé này không giàu bằng bé đậm Bé đậm nó sẽ giàu hơn nó Còn bé nào mà nó không có đường nào hết Thì cái bé này gọi là ha, trung bình Từ cái trung bình cho đến trở ngược lại nghèo nó Nếu như đi sai đường á Thì trung bình nó dễ nghèo còn nếu nếu như đi đúng đường á, trung bình nó nhảy qua giàu, nó nhảy qua hơi gọi là khá khá thôi chứ con chưa hẳn gọi là giàu tỷ phú. Nếu như cái đứa bé đã tỷ phú rồi sanh ra là lỗ tai thật là dày, nó cái trái tay nó dảnh ngược lên nó dày, cái đôi mắt nó sáng, mũi nó kính tất cả những gì mà hả coi như miệng nó không có quốc lên á, rồi tất cả những gì coi như đứa bé nó cái khuôn mặt nó rất là rõ ràng. Thường những đứa bé mà coi như có dấu hiệu mà giàu sang á là các bạn biết không từ lúc trẻ đứa bé rất hiếu thảo đứa bé lúc nào cũng vậy có cái miếng ăn là bắt đầu mình không cần phải dạy là tự động cái đứa bé nó mang lại cho mình ăn đây là một dấu hiệu của đứa bé coi như trong tiền kiếp đã hiếu thuận hiếu thảo làm những việc phước đức rồi cái sự tốt lành của đứa bé coi như là có sẵn rồi còn những đứa bé mà lại coi như mình xin một miếng cũng không cho đây là dấu hiệu khổ đau của đứa bé cho nên mình phải ráng coi như là tích phước và dạy dỗ cái đứa bé sửa chữa lại sửa chữa ở đây không hết hẳn nha các bạn sửa chữa là đỡ một phần nào thôi chứ không phải rằng là mình nói sửa chữa là đứa bé nó được giàu đâu sửa chữa là nó đỡ nghèo đỡ khổ đỡ đói rách đỡ hả coi như tất cả những gì khổ đau trên trần gian thôi đó tiết già chia sẻ để các bạn nhìn rồi nếu như á, mình nói ra ha, à, bây giờ á, cái số mình á, là sanh ra là coi ha, tướng tay tướng mặt tất cả những gì nó nghèo lỗ tay nó mỏng như tiết già như nó nghèo rồi mình làm sao bây giờ thì cái này á, là mình phải thoát nghèo bằng cái con đường tích phước tức là mình đã biết mình nghèo là không biết mình phát hiện giờ nào nè thường thường cái người phát hiện á, 20 tuổi 30 tuổi 40 tuổi 50 tuổi không biết phát hiện giờ nào khi mình phát hiện cái tướng mình nghèo rồi thì mình bắt đầu ngày hôm nay trở đi là mình phải tích phước tu nhân tích phước mình làm những việc thiện lành ăn chay niệm phật tại vì ăn chay là cái cách tránh sát sanh hại vật làm cho cũng như ăn chay là thanh tịnh để cho cái tâm mình nó cũng như nó hạ nhiệt xuống nó đừng hơn thua với người chứ không phải ăn chay là để cho thành phật không phải ăn chay là để cho thành tiên mà ăn chay để sửa đổi cái tâm tánh của mình tại vì cái tâm tánh mình khi ăn thịt động vật vô thì coi như nó rất là cũng như nó làm cho mình nóng nại lúc đó nó tanh thôi cái thân trượt nó sẽ hả có những quỷ ma nó len lỏi vô cái tâm trí mình nó khiến nó xúi dục cho mình bây giờ hả tự dưng á mình thấy cái đứa trẻ đó cái mình thương dễ sợ luôn vậy đó mà khi mình ăn chay mình niệm phật rồi mình hiền dễ sợ mình thấy đứa trẻ mình thương đúng không các bạn rồi cái người mà giống như lỡ ăn thịt động vật rồi thì nếu như mình có phước thì không có sao mà mình hết phước rồi thiệt ma quỷ nó nhập vô nó len lỏi vô trong cái tâm trí của mình ma quỷ tức là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó khiến xui cho mình tự nhiên mình nhìn thấy cái đứa trẻ đó mình ghét dễ sợ giống như cái vụ kỳ rồi là ha, hai vợ chồng nào đó hả giết hại một đứa trẻ rồi cuối cùng mình vô tù tội mình ở là có phải cái số mình nó khổ không các bạn Tại sao mà mình làm cái việc đó rồi hả cuối cùng mình vô tù mình ở, rồi mình làm mà mình không có biết có rất nhiều người làm, xong rồi hả vô tù mới hối hận đó các bạn thấy không? Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình ráng ăn chay để coi như cái sự thanh tịnh, cái sự mà coi như là trong sạch để sửa đổi cái tâm mình, tránh được quỷ ma nó hại mình. Đúng không các bạn? Đây là quỷ ma nó hại mình chứ đâu phải là tại mình đâu xem từ bé là biết luôn cái số giàu nghèo luôn các bạn cái con đường nghiệp chướng là mình phải giống như là mình phải tự cánh nha các bạn cái con đường nghiệp chướng là mình không có thể nào mà à, giống như là mình nói rằng là hả tại tôi có nghiệp tiết già nói thật với các bạn hồi xưa à tiết già cũng có những cái nghiệp chướng nó đi theo rất là nhiều mà tiết già tìm những cái con đường tu học để giải nghiệp sạch hết tất cả từ đây sắp tới nếu còn nghiệp nào thì tiết già tiếp tục tu học nữa để hả cũng như là hả giải hết tất cả những gì nghiệp chướng tự gì biết sao không cái sự mà gọi là cái con đường mà hả lầm lỗi nghiệp chướng của mình là chỉ có đường tu nó mới quá giải được thôi các bạn ơi phước nhiều thì tội quá mới tiêu trừ tại mình làm tội nhiều đời nhiều kiếp cho nên mình mới à, gọi là lên mặt trần gian này mình mới khổ nếu mình biết là mình không bao giờ mà mình nghèo được hết dù cho hả mình có nghèo đi nữa cũng ít nhất cũng có được một cái căn nhà che nắng che mưa có được một chiếc xe honda để làm phương tiện chứ không phải hả coi như là đói chồng đói rồi hả nhà cửa không có rài đây mai đó cuộc đời nó quá khổ đau trên trần gian cho nên tiết già chia sẻ ít nhất các bạn cũng hả dù nghèo các bạn cũng phải có được một cái căn nhà ở đúng không các bạn tại hồi xưa tới giờ là tiếc dạ dứt khoát phải hả làm sao có được cái căn nhà để ở nó không có cần giàu gì hết không có căn nhà ở nó rất là khổ nó lạnh lẽo nó cô đơn nó coi như nó homeless làm sao mình sống được đúng không các bạn đã cái số giàu mà cứ sát xanh hại vật rượu chè cờ bạc gian lận hoài đo gian đông thiếu hiếp đáp người hành hạ trẻ em rồi các bạn nghĩ rằng cái số các bạn giàu có giàu không không giàu tại sao cái số giàu mà tôi kỳ tôi không giàu làm sao tại vì các bạn đi theo cái con đường ác nghiệp rồi ha những cái nhân tướng học dần dần á nó thay đổi nó thay đổi trong cái cái bàn tay của các bạn chỉ cần một cái đường mà cái đường mà gọi là sự nghiệp cuộc đời coi như là hả nó có một đường nghiệp nó sắn vô một cái thôi các bạn thấy không là mình là cái gì mình lái xe mình tông thẳng vô trong bê tông là mình cũng ngủm cù teo hoặc là mình sẽ tù tội mình tông người ta mình cũng hại người ta mình cũng tù tội rồi nó khiến xui cho mình quánh lộn quánh lạo để hả coi như là hả đâm giết tất cả những gì làm toàn là những cái con đường ác nghiệp không đó cho nên hả cái số giàu mà coi như là mình không chịu hưởng là mình tại mình đó cho nên mình hả đi đến con đường ác nghiệp là mình phải chịu thôi rồi dần dần mình nói thầy bối coi gì kỳ vậy thầy bối người ta coi giàu thì về tu nhân tích đức đi để hưởng giàu đúng không các bạn rồi có nhiều khi á thầy bối sẽ nói rằng với các bạn con ơi ráng tu nhân tích đức đi số con là coi như là gian trung lắm đó thường thường á là thầy xem mình không ai nói các bạn nghèo đâu người ta tránh cái chữ nghèo lắm mà người ta sẽ nói rằng các bạn hả à, con số con hả cũng như lận đận gian nan lắm con ráng tu là các bạn biết cái số mình nghèo rồi thì mình phải thay đổi cái số mình số phận mình thay đổi được mà các bạn tại mình không thay đổi có nhiều người tới ngày đậy cái nắp quan tài luôn cũng không thay đổi đó mình ha lúc trước mình về nước mình thấy rất là tội mình đã nghèo khổ rồi mình tha phương cầu thực rồi mà về hỏi các bạn nghe thấy người ta khổ kiểu không nổi mình cũng hả giống như chia sớt gạo thóc tất cả những gì mình chỉ làm những cái việc nhỏ nhỏ thôi chứ mình đã nghèo rồi mà gặp người ta nghèo hơn mình nữa mà nghe lại coi như đánh đề suốt luôn cờ bạc suốt luôn tới ngày đậy nắp quan tài luôn các bạn thấy không rất là tội rồi đậy nắp quan tài khi ha khi mà hả coi như thốt xác rồi coi như đi theo quỷ ma tất cả những gì rồi biết bao giờ trở lại trần gian để hả có được cái thân người để mượn được cái thân người mà tu tập đúng không các bạn mà trần gian kỳ ba này là rất nhiều vật chất mà hả không dễ gọi là hưởng thụ được đúng không các bạn tại sao trần gian bây giờ vật chất quá chừng luôn về xe hơi á cái gì mà gọi là cái gì mà là xe gì mà nó thể thao đời mới hàng hiệu tất cả những gì hột sòn tất cả những gì mà hả tại sao mà mình khó quá vậy các bạn thấy không vật chất thì nhiều mà mình muốn vật chất là nó rất là khó nội mua một cái iphone thôi đó để dành tiền cũng rất là lâu mới mua được đó các bạn thấy rõ ràng chưa đây là cái sự thử thách của kỳ ba để cho các bạn có cái lòng tham lam cái lòng tham vọng hay không chứ không phải là hả giống như để các bạn được hưởng thụ một cách nó rất là dễ dàng nhưng mà tại sao người ta có mình không có là tại vì người ta hả hiểu đạo người ta hả tránh những cái sự mà gọi là hả ác nhân ác nghĩa người ta làm việc thiện tích phước cho nên người ta được hưởng trên cái trần gian này là người ta hưởng nhàn để người ta mượn cái phương tiện này để người ta tiếp tục người ta tu tập đó thì các bạn thấy rằng bây giờ các bạn hả nói rằng là cái tướng nghèo tướng giàu mình có thể biết không rồi có nhiều khi á nhiều người rất là giàu luôn cái nhiều khi người ta nói rồi Sao thầy nói là cái tướng đi hai hàng vậy hả hay hoặc là cái tướng mà mũi hỉnh lên sao thấy cái bà đó bà giàu dễ sợ vậy thì đó bà còn phước thì cho bà hưởng thêm nữa đi miếng nữa đi rồi hả bà hết phước rồi ra biết liền ha. Nó rất là lạ. Nói chung là cái quy trình mà gọi là trong cái cuộc đời 60 năm cuộc đời của mình á các bạn phải để ý 10 năm á là các bạn thay đổi một lần nha các bạn cho nên trong vòng 10 năm các bạn phải ráng tu nhân tích đức để nó thay đổi qua tới năm thứ 11 là nó đã thay đổi rồi. Rồi nhiều khi các bạn nói trụ thấy cái bà đó bà chửi quang quang. Mà sao bà không có gì hết. Rồi các bạn sẽ thấy không bà hết phước là bà vô tù tội với vô hộp bà ở. Tức già chia sẻ ở đây chỉ mong mỏi rằng các bạn phải biết rằng đây là kỳ ba kỳ thử thách nhân loại chứ không phải là để cho mình hả giống như đến đây để hưởng thụ luôn cũng như là xa qua vật chất là đi đến khổ đau cho nên xem tướng giàu nghèo rất là dễ không có gì gọi là khó cho nên tiết già chia sẻ và hả luôn luôn lúc nào cũng vậy nói rằng các bạn ráng ăn chay niệm phật đi để nó thay đổi cuộc đời của các bạn coi như là trong cái tương lai nó rất là sáng sủa nó cháo của tiết già nói thật với các bạn nha niệm Phật răng rắc hết luôn Nam Mô A Di Đà Phật coi như không gặp mặt tiết già thì đi đâu đi nha mà hả lợi gặp mặt là coi như là tự động là các em hả niệm Phật liền luôn đó các bạn thấy không tiết già huấn luyện cho các em như vậy đó dạy cho các em những cái con đường tốt đẹp những cái con đường mà gọi là ánh sáng Phật Pháp không dạy dạy đi cũng như là hả à, mày đánh nó đi mày đừng có sợ à, có gì tao binh cho đó các bạn thấy không à, đừng có sợ À, à, giật đồ nó đi không sao đâu à, làm gì nó hiếp mày dữ vậy có gì có tao tao bình đó các bạn thấy rõ ràng chưa dạy những cái xấu xa những cái gì mà nó đê tiện rồi hỏi sao khi nó lớn lên các bạn hối hận cũng không có kịp đó tiết già chia sẻ để các bạn nhìn thấy dù cho cái tướng nè bây giờ tiết già chia sẻ kỹ thật kỹ nè bây giờ cái tướng của bà tiết già nè nó như vậy nè mũi nó kính dễ sợ nè mũi kính bạn trăm phần trăm không bao giờ chết đói nè hứa danh dự luôn nó đó, đó, cái cái kia cũng như con mắt nè là trên con mắt cái miếng mắt này là cái bất cái bất động sản của mình nè nó cái cung điền sản của mình nó sáng sủa nè đúng không cái cung tử tức cũng tốt nè lỗ tai ti rằng nó không giàu mà nó trắng nó sáng khuôn mặt ti rằng nó không phải nó nghèo khắc khổ mà ít nhất nó cũng có được cái sự sáng sủa chén cơm ăn rồi các bạn nhìn vô thấy cái bà tiết già này đó cây bả hả sáng sủa dễ sợ giờ thử thời coi cái bà tiết già này bỏ đi cờ bạc nè rượu chè nè rồi hả bà làm những cái co, cái sự mà ác rồi các bạn hỏi hả cái tướng này nó thay đổi không dần dần cái mũi nó hỉnh lên rồi con mắt nó sẽ giống như tất cả những gì nó thâm 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 tất cả những gì coi như nó xấu xa hả nó bắt đầu nó dần 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 nó xuống cấp rồi bắt đầu cái ngũ tạng lục phủ trong mình nó sẽ ung thư nó sẽ đau gan nó sẽ tất cả những gì tiêu hết không có ngồi đây mà bà tiết già mà có thể ngồi đây được lâu hết trơn nó lạ gì á nếu mình không biết tu nhân tích đức là tự động là coi như mình tự mình hả giết hại mình chứ không ai giết mình hết trơn không ai cho mình nghèo hết trơn mà cũng không ai cho mình giàu hết là do mình nó do tự thân mình thôi đó hôm nay tiết già chia sẻ thật là cận kẽ đây cho các bạn thì hiểu rằng chứ các bạn nghĩ hả trời tôi giàu là giàu tôi là tỷ phú là tỷ phú dù tỷ phú mà làm cái việc ác đi nữa tỷ phú cũng tiêu tại sao tiêu tiền nhiều quá mà nó ung thư thử có nó tiêu không đúng không các bạn à, tới già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng được hạnh phúc trên trần gian và giàu có đừng có nghèo khổ buồn lắm đúng không các bạn video tiếp già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo